chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ Y tế yêu cầu hoàn thành tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 trong quý 1 năm 2022. Phiên chợ không đồng ở Quảng Trị. Thờ ơ trước vấn nạn bạo hành trẻ em. Số vụ tai nạn giao thông năm 2021 giảm hơn 20%. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường tiêm vaccine COVID-19, hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại để tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều cơ bản. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, rà soát không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine. Các cơ quan đơn vị trung ương chủ động liên hệ và lập danh sách đối tượng đã tiêm liều cơ bản, ghi rõ loại vaccine tiêm, thời gian tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 đối với vaccine tiêm 3 liều, gửi về các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được phân công để được tổ chức triển khai tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 39 tỉnh, thành phố triển khai tiêm, trong đó các tỉnh, thành phố phía Nam tiêm nhiều nhất với hơn 1,2 triệu liều, tiếp theo là miền Bắc với hơn 720.000 liều, các tỉnh miền Trung đứng thứ 3 với hơn 45.000 liều và khu vực Tây Nguyên gần 800 liều. Cùng với đó, Bộ Y tế vừa có công văn về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, trong đó có định nghĩa về người được coi là tiếp xúc gần F1. Theo đó, Bộ Y tế định nghĩa người tiếp xúc gần F1 là một trong số các trường hợp sau. Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp, bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp dưới da, cơ thể với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. Người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân. Theo Bộ Y tế, thời kỳ lây truyền của các ca bệnh xác định F0 được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát. Đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT lớn hơn 30. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, khu điểm du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Căn cứ vào cấp độ dịch của địa phương nơi có cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch để xem xét giảm quy mô hoặc dừng các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo, đặc biệt những sự kiện tập trung trên 300 người. Khi tổ chức phải có kế hoạch đảm bảo an toàn phòng dịch và có phương án xử lý cụ thể theo từng tình huống, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi có dịch bệnh xảy ra. Sở Du lịch chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định liên quan về công tác phòng chống dịch của các đơn vị và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Về công tác đảm bảo trong hoạt động du lịch dịp lễ Tết, các đơn vị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Đà Nẵng. Ngay khi có thông báo học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra học kỳ 1 theo hình thức trực tiếp, nhiều trường cấp 2, cấp 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức và đưa ra phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi diễn ra kỳ thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, các trường đều tính đến phương án chia nhỏ phòng thi, kết hợp thi theo hình thức trực tiếp, trực tuyến. Có trường còn tổ chức kiểm tra theo thời khóa biểu trên lớp một vài môn trước khi thi tập trung. Những bộ môn mà chúng tôi cho các em kiểm tra theo thời khóa biểu ở tại lớp trước khi các em bước vào kỳ kiểm tra tập trung gồm có những môn công nghệ, thể dục, quốc phòng và tin học. Theo cái hình thức là các thầy cô, giáo viên bộ môn sẽ cho các em đề kiểm tra theo thời khóa biểu trực tiếp trên lớp của các em. Ví dụ như ở trường Nguyễn Du chúng tôi thì mỗi học sinh thi mỗi một buổi khác nhau. Là cái thứ nhất, cái thứ hai mỗi phòng thi thì tối đa là 15 em.
để cái cùng một tại một thời điểm thì cái số lượng học sinh có trên cái diện tích sàn của nhà trường nó không đông, thì chúng ta cũng tránh được cái hiện tượng đó tập trung đông người. Khi thi trực tiếp, điều mà phụ huynh và cả học sinh quan tâm là hình thức nội dung thi như thế nào là phù hợp để đánh giá đúng năng lực của học sinh. Bởi lẽ học sinh các khối đã học online một thời gian dài, đặc biệt các khối 7, 8, 10 và 11 nếu trở lại trường từ ngày 3 tháng 1 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thì chỉ có vỏn vẹn một tuần để ôn tập. Là khi vào ôn tập như vậy mình phải lập tức phân loại ngay. Vì trong quá trình học online mình cũng biết những em nào khó khăn rồi. Thì đối với những em nào mà điều kiện thuận lợi thì ta sẽ tổ chức ôn tập mức độ khác. Đối với những em điều kiện khó khăn thì ta cũng sẽ tổ chức ôn tập hơn, tăng lượng thời lượng lên nhiều phần hơn. Thì rõ ràng là với cái việc đó thì chắc chắn giáo viên chúng ta phải làm việc nhiều hơn bình thường. Ở học kỳ 1 này ta đã dạy ở cái mức độ là hiểu và nhận biết. Thế thì ta cho cái đề kiểm tra làm như thế nào cũng phải làm sao cũng phải tương ứng với cái mức độ đó. Nó cũng phải đáp ứng được cái tình hình thực tế hiện nay. Còn hình thức kiểm tra thì hiện nay thì tôi theo nghĩ là vẫn nên kiểm tra hình thức trắc nghiệm. Bởi vì mình không có thời gian rèn cho các con về cái phương pháp trình bày, cho nên không nên ra tự luận. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu kiểm tra kết thúc học kỳ 1 từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022. Học sinh không thể tham gia kiểm tra cuối kỳ trong thời gian này. Nhà trường xem xét cho thực hiện kiểm tra đánh giá sau khi đã bổ sung kiến thức phù hợp. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2022. Nhằm hỗ trợ bà con nghèo có vật phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt trong gia đình nhân dịp Tết Dương lịch sắp đến, Hội Phật giáo huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phiên chợ không đồng. Hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được tham gia phiên chợ đặc biệt này vào sáng ngày 30 tháng 12. Đây là một phiên chợ vô cùng đặc biệt đối với nhiều hộ dân trên địa bàn xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đến với phiên chợ, ai cũng được chọn lấy những vật phẩm cần thiết cho gia đình. Đi chợ mua hàng mà không phải trả tiền khiến bà con ai nấy đều phấn khởi. Rất sung sướng vì là vừa qua là dịch Covid-19 thì rất khó khăn. Nhưng mà hôm nay là luôn tiền là dịp Tết nữa, mà được những món hàng như đi thì tôi thấy rất ấm lòng. Thì những món hàng như đi trong dịp Tết nếu như mà hàng như đi thì phải mua ra là cũng phải là trên 1 triệu bạc, mà bở đổi dân nông thôn thì cũng làm ra. Thế đi nên chứ là thấy rất sung sướng. Hơn 400 mặt hàng có mặt ở phiên chợ có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng đã được Hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đứng ra huy động từ các hội Phật giáo cá nhân trong và ngoài tỉnh trong vòng hơn 1 tháng qua. Những món quà đến từ các vùng quê dù giá trị vật chất không cao nhưng đã kịp thời hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn. Đứng được trên hình khó khăn đó thì giáo hội huyện Triệu Phong chúng tôi đã vận động các chùa trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị, các chùa trong và ngoài nước, các người thân quen Phật tử kết hợp với ủy ban xã để chúng tôi tổ chức một phiên chợ không đồng sáng hôm nay. Đặc biệt phiên chợ không đồng sáng hôm nay thì là chúng tôi không nghĩ rằng cái số lượng quà cáp và cái hiện vật của các gian hàng là nhiều đến như vậy. Tới 21 gian hàng và một gian hàng đôi khi một người đến đây được nhận tới 3-4, một mặt hàng tới 3-4 phần. Do ảnh hưởng Covid-19 nên tình hình đời sống của nhân dân cũng một số bộ phận dân cũng gặp nhiều rất khó khăn. Nhưng mà hôm nay có cái phiên chợ không đồng này là nhằm hỗ trợ một phần nào để động viên cho bà con vượt qua và chống dịch để góp phần chung để phát triển của xã nhà cũng như toàn được trên toàn tình hình của tỉnh của đất nước nói chung. Thì phải nói là đứng về chính quyền chúng tôi là cũng rất là ghi nhận trong cái vấn đề này, đã các tổ chức cá nhân đã kịp thời hỗ trợ cho bà con. Phiên chợ không đồng như thế này dù đơn thuần chỉ cung cấp những thực phẩm hàng ngày nhưng thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no của dân tộc ta. Và đặc biệt hơn nữa là lan tỏa tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của Đạo Phật. Theo Ban dân tộc tỉnh, thông qua các nguồn vốn đầu tư từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tỉnh đã phân bổ trên 132 tỷ đồng đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số của Lâm Đồng. Nguồn vốn này được thực hiện cho dự án bố trí dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế và các công trình thiết yếu như hồ chứa nước, giếng khoan cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cuộc sống. Theo Ban dân tộc tỉnh, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai kinh phí kịp thời cho các huyện, thành phố thuộc diện thụ hưởng,
trên cơ sở đó để các địa phương bố trí vốn thực hiện theo đúng kế hoạch, đồng thời tổ chức kiểm tra đánh giá hiệu quả nguồn vốn đã thực hiện. Được biết, trong giai đoạn 2021-2025, chương trình Mục tiêu Quốc gia đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gần 593 tỷ đồng. Năm 2022 và thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư hơn 460 tỷ đồng. Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động do diễn biến phức tạp kéo dài của dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao và sự chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã khai thác được 3.610 tấn mủ quy khô, đạt 104% kế hoạch giao. Ngay từ đầu năm, công ty đã tiến hành kiểm kê chất lượng vườn cây đủ tiêu chuẩn trước khi mở cạo, chủ động các phương án về nhân lực, đầu tư vật tư, tổ chức đào tạo tay nghề cạo mủ cho hàng trăm cán bộ công nhân, chú trọng khâu rèn luyện tay nghề trước khi mở cạo, chỉ đạo các nông trường, đội sản xuất thường xuyên thăm vườn, kiểm tra, kịp thời phát hiện bệnh để có biện pháp xử lý hiệu quả, hạn chế thấp nhất tác động ảnh hưởng năng suất, chất lượng, khai thác mủ. Năm 2021, công ty đã khai thác được trên 3.600 tấn, vượt kế hoạch được giao, đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.000 cán bộ công nhân viên và lao động nhận khoán với mức thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng một người trên tháng. Ngày 30 tháng 12, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra, làm rõ hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng của cơ sở kinh doanh bánh kẹo do ông Đỗ Duy Địch, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú 12/8 Nguyễn Khuyến, thị trấn Liên Nghĩa làm chủ. Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 29 tháng 12, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với PC05 Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh kẹo của ông Tịch khi đang tiến hành đóng sau củ quả giấy từ bịch lớn từ 10 đến 15 kg sang bịch nhỏ loại 0,5 đến 1 kg. Qua kiểm tra cho thấy có 485 kg sau củ quả bớt giấy, 5 thùng bánh mì nhân sữa chua không có hóa đơn chứng từ, 24 kg mứt hoa quả, 93 lít nước hoa quả đã hết hạn sử dụng, 250 kg hạt bí trên bao bì thể hiện rõ ngày sản xuất mùng 1 tháng 1 năm 2022. Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, đồng thời tạm giữ 2 máy đóng đít, 2 máy ép màng, 3 dấu đóng đít, 97 kg bao bì, tem nhãn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cơ sở kinh doanh này đang có hành vi thay đổi bao bì, nguồn gốc, nhãn mác, ngày sản xuất để tung ra phục vụ thị trường dịp Tết dưới mác đặc sản, sản xuất tại địa phương. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa tuyên án Trịnh Sướng, 55 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Ngoài bị cáo Trịnh Sướng, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 38 đồng phạm, mức án từ 5 đến 8 năm tù. Ngoài ra, một số bị cáo bị tuyên phạt từ 2 năm đến 6 năm tù. Cơ quan chức năng xác định Trịnh Sướng đã thuê người và nhiều kho bãi mua dung môi hóa chất về pha trộn với xăng chính hãng, tạo thành xăng giả bán ra thị trường. Từ năm 2017 đến năm 2019, các bị cáo đã sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, tương đương trị giá hàng thật hơn 3.500 tỷ đồng. Đã bán ra thị trường các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Nai, Đắk Nông, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh gần 189 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ việc một em bé 8 tuổi tử vong nghi do bị mẹ kế bạo hành. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận, nhưng đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vụ bạo hành xảy ra tại một chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, thế nhưng chỉ được biết tới khi hành trình của bé gái 8 tuổi chạm đến cái kết đau lòng. Chung cư cao cấp này chắc chắn những người dân ở đấy phải là người có trình độ hoặc là có điều kiện kinh tế. Thế mà tại sao chứ không phải là ở một cái nơi mà phòng trọ hay là những cái người mà vi phạm trong xã hội rồi thì lại không? Mà đây là ở một cái khu chung cư cao cấp, nên cái câu hỏi đặt ra là có phải đang thờ ơ không? Thì theo tôi là đúng, có thờ ơ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ này, nhưng chủ yếu là do tâm lý coi dạy con là chuyện riêng của mỗi nhà, đèn nhà ai nhà đó dạng, hay thương cho roi cho vọt. Theo một cái thống kê gần đây của Tổng cục Thống kê công bố ngay tháng 12 năm 2021 thôi, thì có tới 10% người được hỏi cho rằng là
xử phạt đối với trẻ em là một trong những cái biện pháp cần thiết để giáo dục. Cho nên là người dân sẽ không can thiệp, không tác động khi mà người ta cảm thấy đó là một cái việc riêng của gia đình, là một cái biện pháp cần thiết trong giáo dục. Cho nên là dẫn đến cái thái độ thờ ơ như vậy. Cần hiểu rằng trẻ em không chỉ là con cái riêng của một gia đình mà còn là một công dân nhỏ tuổi cần được đảm bảo các quyền lợi cơ bản, nhất là quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Trong vụ việc trên, đối tượng gây ra vụ bạo hành đã bị bắt tạm giam với tội danh hành hạ người khác. Ban đầu khởi tố tội danh tội hành hạ người khác. Nhưng nếu trong quá trình điều tra mà cơ quan điều tra chứng minh từ các tài liệu chứng cứ có trong vụ án, để trên cơ sở đó mà chứng minh được là hành vi của chị phụ nữ đó không chỉ dừng lại ở hành hạ, mà hành vi đó có hành vi là muốn tước đoạt sinh mạng, thì lúc đó sẽ chuyển sang tội giết người, chứ không thể dừng lại ở tội hành hạ được. Hiện nay cơ quan điều tra là rất thận trọng, mà trong hoạt động tố tụng thì việc thận trọng như thế là rất cần thiết. Tuy nhiên, sự thờ ơ đáng trách nhất đến từ người cha ruột, sống cùng con nhưng không bảo vệ con kịp thời. Trách nhiệm pháp lý liên đới sẽ được cơ quan chức năng xem xét, nhưng chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm của người làm cha, trách nhiệm từ lương tâm. Trong năm nay, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước do nhiều tháng liền thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 11.400 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 5.700 người chết, gần 3.900 người bị thương và hơn 4.100 người bị thương nhẹ. So với năm 2020, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 23,6%, số người chết giảm 16,4%. Bình quân một ngày trong năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, hơn 20 người bị thương. Với đặc điểm là địa bàn vùng cao có thói quen sử dụng rượu bia trong bữa cơm hàng ngày hoặc trong các cuộc gặp gỡ, hội họp. Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến lỗi vi phạm rượu bia, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Sơn La đã nhiều lần mở đợt ra quân tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm. Hôm nay, anh Thảo A Hờ cùng vợ xuống núi để sắm quần áo Tết cho các con. Anh tuân thủ nghiêm việc không uống rượu khi điều khiển xe máy. Trước kia bà con chưa biết thì hay ăn cơm là uống rượu vẫn đi xe máy. Còn bây giờ được tuyên truyền nhiều thì mình biết là uống rượu mà đi xe máy là nguy hiểm lắm. Nên giờ ra đường là mình không bao giờ uống rượu. Đối với đồng bào vùng cao, có thói quen uống rượu trong bữa ăn, đặc biệt trong những ngày giáp Tết, nên lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các tuyến đường từ xã ra huyện để bà con nhận thức được những nguy hiểm khi uống rượu tham gia giao thông. Hôm nay là mình đưa vợ về mua quần áo chuẩn bị Tết. Thì mình tham gia giao thông là cứ không sử dụng rượu bia này. Thì sợ nguy hiểm cho vợ và cho mình và cả cho mấy người khác ạ. Với sự quyết liệt ngay từ đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và các đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, Công an các huyện đã thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tính đến nay đã xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt hành chính số tiền gần 5 tỷ đồng. Xác định là cái thời điểm này là chuẩn bị vào cái Tết Nguyên đán cũng như là Tết Dương lịch, đặc biệt là đang Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông, thì là cái lưu lượng cái người tham gia giao thông sẽ đông, cho nên công an huyện Bắc Yên tăng cường cử nhiều hai ngày là tăng cường cử nhiều tổ đi tuyên truyền rồi vận động, xong rồi là kết hợp với cái việc mà vừa tuyên truyền vừa xử phạt tình trạng tai nạn giao thông, rồi so với cùng kỳ năm 2020 là được giảm hẳn trên cả ba tiêu chí, thứ nhất là số người chết, số người bị thương, rồi là cái thiệt hại về tài sản. Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 23 người. So với năm 2020, giảm 34 vụ và giảm 19 người chết. Đáng mừng là không có tai nạn giao thông do uống rượu bia. Nhận thức của bà con đã được nâng lên rõ rệt, không uống rượu bia khi tham gia giao thông còn được đưa vào hương ước của nhiều bản. Với bà con, các dân tộc vùng cao không sử dụng rượu bia giờ đây đã trở thành thói quen đẹp mỗi khi ra đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.